Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngay bây giờ chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đồng hành cùng với mình đó là Noob Team. Chào mọi người đi nào, bạn thanh niên ơi. Hello, hello mọi người. Mọi người. Đấy thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với mini game cuộc thi các bạn ơi. Đấy thì ngày hôm nay các bạn đọc tiêu đề đã biết rồi. Hôm nay là bọn mình sẽ tham gia cái cuộc thi đó là sở hữu xe tăng VIP nhất. Đấy, ok thì bây giờ qua bên này để chúng ta sở hữu xe tăng free đầu tiên. À, xem nào. Ủa, xe tăng bằng đất. Mua xe tăng đấy. Ok. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 cánh cửa. Xe tăng này làm sao? Bóng đá ở dưới. Đâu đá đâu. Ủa ơi, ui ơi, bình nhiên liệu này. Cái này để làm gì? Đi bơm xăng à? À bơm xăng. Ui giời, ok. Ủa, xe tăng đi. Tao anh đi vào mìn, anh chết rồi. Ok, thanh niên dẫm vào mìn thì chết là phải rồi. Xe tăng là sợ mìn nhất mà. Ok, chúng ta đang đi bơm xăng các bạn ơi. Ui giời ơi, nhiều tiền thế. Ui giời ơi, dễ nhở. Rồi, đấy các bạn thấy không, ngày hôm nay là vừa cái thử thách đầu tiên là ui bơm xăng là chúng ta gọi là đổ xăng vào mình là chúng ta được tiền đấy các bạn. Rất là nhiều khoáng sản. Ui, ok. Thôi, nó cứ dẫm vào mìn chết luôn à. Ôi trời, thôi mở pet luôn bạn ơi. Rồi, nó ý trời rồi. Vô đi vậy đâu. Ok, có mấy quả mìn nữa các bạn ơi, chúng ta phải để ý. Ui may mắn luôn á. Hôm nay hên thế nhỉ. Đây, ok. Ai có mấy quả mìn kìa. Thanh niên cứ xuống lại đặt. Ui giời, cái thời gian đấy tôi đi một lèo có ngon ăn hơn không rồi. Nó quá lon bạn này. Ra chỗ nào nhiều như thế này. Đây các bạn thấy không. Ui giời, ui quá nhiều bạn. Thôi được một gọi là 1.500 rồi. Ui nhanh quá. Ui giời, thôi vài thôi. Ui mấy thanh niên không vài nâng cấp à. Ui giời, không vài. Thêm 500. Mình sẽ vài nâng cấp. Gọi là xe tăng của chuột. Ui đây là xe tăng bằng đá và gọi là ui cái bánh xe nó di chuyển bằng vàng các bạn ơi, nòng súng bằng vàng luôn. Đó xe nào, xe tăng này làm gì đây. Xe tăng này bắn được này. À thế là qua bên kia để phá mấy cái căn cứ kìa. Ok. May mắn một luôn. Ê, hôm nay ai may mắn luôn mà hoa đã luôn. Ok, chúng ta sẽ qua đây và chúng ta final. Ui rồi. Ui rồi. Xe tăng lỗ trong lửa. Xe tăng thì bắn gọi là cái snowball à. Đâu xem nào. À không đạn bằng đá bạn ơi. Mà được mà. Bình thường đi vào mìn thì không sao nhá. Lên xe tăng đi rồi. Tất nhiên rồi, xe tăng nó to ạ. À. Nó nổ mìn. Mìn nổ xe tăng thôi, chứ có nổ rồi. Ôi, có mìn ngay gần luôn. Ok, chúng ta sẽ ôi. Kiếm tiền dễ thế. Ok bạn ơi. Chưa gì mà chúng ta đã được gọi là đâu đó. Cắp tiền nút. Coi cái này. Vánh bắn phụ cho. À thế à, đấy ok, vánh bắn đi để nút nhặt phụ cho. Không. Ông. Để nút nhặt phụ. Để nút nhặt phụ cho thôi. Nó nước chết giả luôn. Ông ơi bạn ơi, để mình chạy ra ông ơi. Ai chúng ta sẽ bắn luôn. Dạ. Ai bắn chết tên luôn này. Ok. Ui giời, có vũ khí chết luôn. Ui này bắn được nhau à? Đâu. Hay là thanh niên nó dẫm vào mìn sao chứ. Banh với chúng tôi. Bắn được đâu mà cứ ra công bắn. À bắn được. Thế là thanh niên đủ bắn được. Điều giật được. Núp á. Núp dẫm vào mìn. Núp. Đấy. Về gọi là về nhà bằng đường hàng không luôn. Ok. Đấy. Giờ chúng ta sẽ gọi là. Đấy. Xem nào. Ui. Xe tăng gọi là 10.000 đô. Ui. Xe tăng hình như xe tăng giò mìn nào bạn ơi, tôi thấy là bằng sắt này. Ui trời, bánh xe bằng bedrock. Úi giời, đâu xem nào có đi vào mìn đâu. Ui xe tăng rò mìn đấy rồi. Ok bạn ơi, rò mìn đấy rồi. Ui xe tăng giò mìn này bạn ơi. Xịn mìn được tiền à. Giò mìn được tiền. Ui chúng ta sẽ chỗ nào có mìn là mình sẽ xuống. Không giòn đâu. Ok. Ôi quá đỉnh các bạn ơi, xe tăng giò mìn đây. Ok, thế đi nơi mìn nổ mất tiêu rồi. Giòn mìn nó. Yeah. Mình nó đổi vị trí luôn. Ok, đấy. Ôi giời, đấy. Mình thấy là đi ấy này nó không giòn luôn. Thấy là giò mình được nhiều hơn. Ôi giời, các bạn thấy không? Xe đang giò mình của chúng ta đây. Hoặc là có may mắn này hơn nhiều đúng không ạ? Đâu, đúng không? Có may mắn một mà. Thanh niên này vẫn chưa được may mắn là cứ ngồi cày đấy nhỉ? Ôi giời. Một mình được ba nòn. Thế mà bảo không được nhiều tiền. Ô đây có cục vàng này. À vanh lại đổi ý à. Vanh đi bắn cái kia đây. Ôi giời, ok, lúc đi dò mìn nó nhanh các bạn ơi. Đây. Ui giời, một đống mìn. Ok. Ui cái này là chợ. Các bạn thấy không, quả xe tăng chiến không. Ui xe tăng bét rắc các bạn ơi. Đây mìn ơi. Mấy thanh niên phải cảm ơn Vanh với Núp nha. Cái gì? Dò mìn hộ đấy. Dò mìn, đúng rồi là nó khỏi bị chết. Nhưng mà thanh niên Zeno nãy giờ cứ chạy lên chạy xuống đi mở vét. Thanh niên đi mở vét nãy giờ. Ôi tính ra ba thanh niên là mở được may mắn hết rồi. Có mỗi thanh niên Zeno luôn. Mở phải có luôn.
ta. Ui, mình được 73.000, nó vã lại nhanh nhanh khẩn trương. Ok. Con này nhiều mìn thế. Ok. Ui. Đó là nhiều tiền rồi, cho nó chế nha, mỗi người một nửa gọi là khu nha, không có nước sông không vãn nước giếng nha. Tranh nhau dò mìn các bạn thấy không? Đấy. Làm việc có ích. Ui, đây đây đây. Bớt quá. Luôn người ta tránh mìn không được đây, tranh nhau. Ok, 95 rồi, 95 rồi. Rồi mình dò nốt cái khu này đi xong rồi mình dài. Ok, 96, 98 rồi. Ok, quả xong là đủ rồi này. 100.000 rồi. Rồi, tạm biệt búp bê thân yêu. Đúng vào đây. Mình sẽ làm này. Đây. Để mình gọi là mở cái cánh cửa tiếp theo này. Cũng như là gọi là xe tăng 50.000 luôn các bạn. 50.000 đây. Uầy, xe tăng bằng vàng anh em ơi. Úi giời ơi. Nhưng mà bánh nhận thế nhỉ. Bánh xe này. Bắn đi, bắn đi, bắn đi. Qua bên này chúng ta được bắn nhau anh em ơi. Có xe tăng với cả máy bay này. Uầy, đâu đâu, xe nào, xe nào. Uầy, quả xe tăng nhìn chiến thế nhỉ. Úi giời ơi. Ok. Uầy. Rồi ok. Chúng ta. Úi giời. Thích giỡn thôi. À đây rồi. Máy bay à? Bắn xe tăng. Ui. Bắn xe tăng à? Hình như là không bắn được, chưa bắn được máy bay đâu. Ui, chúng ta sẽ để đi bắn xe tăng. Rồi. Ok bạn ơi. Nhờn với chúng tôi này. Nhờn với chúng tôi này. Ủa ơi. Ui đây này. Tao phải bắn mấy cái xe tăng nó ở gần à? Bắn ở xa à? Bắn ở xa chứ bắn ở gần. Đứng gần. Không, bắn gần bắn dễ hơn. Đâu, núp đi đứng xa bắn dễ hơn rồi. Nào đi ra xếp hàng này. Đứng xa có máy bay nó chặn. Ta còi đồng ý cút này. Ok thôi, núp về núp mở pet á. Rồi cạn vành ở đây mà cứ đi xa mới gần đi. Tôi ui. Tin điên. Ok đây. Để mình mở pet. Ok, con giờ đây vẫn nãy giờ vẫn chỉ mở đây thôi à. Ôi giời ơi. Ta tăng trong một. Chứ ui nhảy cao à. Cái xe tăng mới đi. Giờ có xe tăng để nhảy cao để nhảy khỏi xe tăng cho nhanh à. Ok rồi. Đây. May mắn hai ngay. Ui giời, hoặc là có thể là hết may mắn ở cái chỗ máy quay rồi. Tăng khó nhìn quá là. Ok đây. Dễ nhìn thế này mà. Ok bạn ơi. Đấy. Ui giời. Dễ nhìn thế này mà. Ui cộng 10.000. À thì nhìn hên thế nhờ, còn hơn cả. Ok. 50.000 bet 3 hả? À thì nhìn chơi lớn à. Okay. Lại cộng 10.000 nữa, okay. Cộng 10.000 ra đây ghê anh. Mạnh ơi chia lên nó 10. À cho lên nó xe tăng. Đấy. Tinh tinh lên xe không tăng gì rồi. Làm phước cho thanh niên đấy đấy. Tăng 1.000. Ui. Đây cho Zeno 10.000. Cho xe tăng luôn đi đâu mày cho thế. Không không cho 10.000. Cẩn thận nhá, cho xe tăng là lúc không mua được xe tăng khác đâu. Ui mà. Mạnh nãy giờ toàn cộng 10.000. Ui thanh niên hên thế nhở. Ok. Mình để mình bắn mấy cái xe tăng liền một lúc xong mình nhặt một thẻ bạn này. Nhờn này. Nhờn. Ok, ui giời. Ơ kìa chết rỡ rồi, nhanh mất. Ok đây. Ui lại cộng 10.000. Ok. Con giờ này mua chuộc anh chủ giáp tầm nãy giờ cộng tầm 10.000 em rồi. Ui gì vậy? Con giờ này chơi bài mở pet. Ok. Mở nãy giờ không hết. Ui, các bạn thấy mình bắn chuẩn không? Chiêu gì không đây? Nhanh, bắn. Ui giời ơi, chưa 10.000, hết chiêu rồi. Ok, tự nhà mình nghĩ rằng là bắn tầm 2 cái là mình đi nhặt là vừa bạn ơi, bắn 3 cái là hơi nhiều. Ui giời ơi, không thả luôn chục con vét là không được may mắn. Ui giời ơi, ui, may mắn đây. Ôi, đâu một phách. Thế để núp nhặt cho, núp có may mắn để núp nhặt hộ cho. 100 ngày ngay, 112.000 ngay các bạn ơi. Chúng ta cần 150 bạn ơi. Chắc là máy bay tiếp. À quên mất, xe tăng tiếp theo bắn được máy bay các bạn. Đoán chắc là thế rồi. Bởi vì bắn trúng này nữa. Ôi dồi ôi, bắn nhấp máy bay. À quên mất, bắn nhấp xe tăng lên mà không có đâu nổ ra đây. Đây. 130 rồi, 130. Máy bay nó chắn hết rồi. Đấy, ngon ngay bạn. Nhọn này. Ui. Thiện xã này. Bắn bách phát. Ấy không, thực ra là cái gọi là ui. Thực ra là cái máy bay nó đỡ hết rồi các bạn ơi. Nhờn ơi, bạn đâu thiện xạ ngay. Thiện xạ bắn gọi là ok. Giờ là mình sẽ về nâng cấp lên gọi là xe tăng tiếp theo bạn ơi. Đấy, tầm này chắc xe tăng kim cương rồi. Với sắt rồi. Ngoài bây giờ vàng còn bây giờ nữa là kim cương chắc rồi. Ok. Rồi bạn ơi. Ui, xe tăng này gọi là hình như là có cả gọi là hệ thống phòng thủ tên lửa ra ấy. Ui, bắn tên lửa. Ui, nhìn chiến lắm. Ui rồi, được sao nào. Ui giời ơi, đấy nó phải. Ui giời, được đấy. Ui giời, được. À, xe. Ui giời, bắn máy bay thôi, bạn là không trượt phát nào. Nhòn này, ui, đây, giữa. Không có trượt đấy. Giữa đây nhiều máy bay này.
Ui giời ơi. Xe tăng đây thì anh Liệt chả bắn. Giữa nhiều máy bay này, bắn máy bay được nhiều tiền hơn nãy giờ bắn. Ok bạn ơi. Ui giời. Ai con trai này? Để vanh bắn xe tăng này. Thôi, núp bắn máy bay thanh niên nhặt của mình các bạn ơi. Ô sao bắn xe tăng này không chết nhỉ? Bắn bắn chết nhỉ? Khang sao vẫn nghèo đó Khang? Nghèo nào? Tưởng thanh niên Khang qua bên này chứ. Vẫn ở đây. Con giày Khang vẫn đấy à? Tưởng con này. Ôi rồi ôi. Bắn xịn mà này. Bắn máy bay vẫn là xịn nhất. Ui rồi ôi. Khang kiếm cũng bằng cái đầu kiếm này. Ui này này. Ui gì? Ui mỗi lần được hẳn 20.000 lận các bạn ơi. Úi giời ơi. Ui. Ui chỗ này 3-4 cái máy bay đã thật. Đấy. 3-4 cái xe tăng này. Úi giời ơi. Không ai tranh của ai luôn bạn ơi. Bắn mãi không chết cái xe tăng. Úi giời. Úi giời. Có xe tăng nào mà bắn luôn. 100 gọi là 76 rồi. Ui. 75, 76 đi. Ok ạ. Thời nó bắn hết hụt. Máy bay này. Ui 191 à. Nhưng chúng ta cần 400 để qua là bình thường bạn ạ. Gửi. Ồ đấy. Ok. Chị ngại. Tính ra thanh niên Khang mua xong rồi qua đây ngắm rồi lại về à. Rồi. Không kiếm bằng. Không kiếm bằng. Kiếm nhiều hơn. Kiếm nhiều hơn. Không có xe tăng. Người ta mới có xe tăng 1.000. Mình chỉ tập trung bắn máy bay thôi bạn ơi. À không. Chỗ nào tụ nhiều xe tăng mình cũng bắn các bạn ơi. Ui 200 ạ. Ok. Úi giời ơi. Úi giời bắn thế mà. Rồi 288 rồi bạn ơi. Sắp 300-400 rồi. Máy bay đâm vào tường. Ui. Ui mình cứ bắn thôi. Mình cứ bắn thôi. Ui bên kia. Ây. Mình bắn cả xe tăng lẫn máy bay. Con giày vanh này cứ đi qua cái chỗ mình bắn các bạn. Nào thật đấy. Đây. Chúng ta đã được gọi là 313.000 rồi các bạn ơi. Còn đâu đó khoảng chưa đầy 100.000 nữa là mình đủ tiền rồi. Ôi máy bay bay từ từ thôi. Từ từ thôi. Nóng nó hồng. À đây máy bay này bay đập mặt tường này. Đúng rồi bắn mấy cái máy bay đó. Mặt tường. Đấy. Ui giời ơi. Ui giời ơi thảm. Vậy là không giòn rồi. Và mở bét 50.000 luôn. Ok mở đây. Đúng rồi mở đây biết đâu bất ngờ được may mắn ba tao. Chúng mình cứ căn ở giữa bạn ạ. Nhìn đây. Bắn ở giữa ấy. Cộng 10.000 trừ 100.000. Hay quá. Không giòn đâu. Sao lại cộng 10.000 trừ 100.000. À đi mở hai con pet. May mắn 2 rồi. Mất 100.000 chưa? À mất 50.000 đấy. Mình sắp may mắn 2. Sao qua bên kia các bạn ơi. Ok ạ. Thôi ạ. Tăng cũ hỏng bán đi. Không ai bán đâu. Không bán à? Không ai bán đâu. Thôi hiểu rồi. Chờ mua. Ok xe tăng này không bán được đồng nát đâu. Ok bạn ơi mình sẽ nâng cấp gọi là xe tăng 250.000 này. Đấy. Ui 150.000 đủ. Ui. Đây, về mua thức ăn bạn. Lái xe tăng hơi mệt. Đâu xem nào. Ui. Sao quả xe tăng 250.000 của thanh niên vanh bán lỡ mấy nhà nhìn cháo gì đặc sắc cái này. Chết rỡ rồi. Ok rồi nha. Rồi, đấy mà không có gì đặc sắc. Nào, đấy rõ ràng. Chưa khám phá là không rõ. Xe tăng 150.000 là có thấy hệ thống tên lửa còn xe tăng này chả có gì bạn ơi, thấy mỗi cái nòng màu đỏ. Đấy là tăng cơ hiểu không? Là à, xe tăng cứu thương các bạn ơi, có hình chữ thập. Rồi, ok. Cứu thương à. Ui, đâu xem nào. Ui. Tốt quá. Cứu thương mấy bác người dân đang bị bỏng các bạn ơi, chúng ta sẽ nhấc cổ mấy xích mấy bác lại. Ôi ui quả xe tăng lần đầu tiên tôi thấy là xe tăng cứu thương các bạn ơi, chiến rồi đấy chứ. Chúng ta sẽ móc cổ mấy bác lại các bạn ơi. Xe tăng nó chạy tới chết ngắt luôn. Không mấy bác vẫn sống dài lắm, bởi vì quân mình yếu quá phải có xe tăng cứu thương. Ui đấy. Ui chính là núng đã gọi là móc được mấy bác các bạn ơi. Móc ở đấy có xe tăng ấy mà. Xe tăng này, xe tăng gọi là đây này. Để đi móc à. Đây, ok. Tăng đấy là cầm cái xích đi xích mấy bác vào. Xích mấy bác vào, ok. Đấy. Nó đào lòng dữ ra. Đây. Ui, đưa mấy bác về điểm gọi là cứu thương các bạn ơi. Giống kiểu nô lệ vậy. Nô lệ. Ui, 246.000 luôn á. Ui, nhiều tiền thế nhở. Ui trời. Không dính cái máy bay đâu vậy trời. Ok. Để mình đứng ở đây, mình gọi là... Ui giời, bác kia tử trận luôn. Cái đấy làm gì bắn được máy bay thanh niên này. Ta phải sơ cứu. Ai mà biết được. Chúng ta thử. Đấy, mình cứ đứng đây thôi, mình cứ đứng đây là mình gọi là đưa mấy bác gọi là rồi. Bắn bắn máy bay cho em nhỉ. Nhấc cổ mấy bác vào đây các bạn ơi. Không nhiều bằng ấy đâu. Ôi, ngon ngay. Ôi giời ơi. Còn được ít nữa. Ok bạn ơi, đây.
rồi. 246 cơ. Ui giời, không bắt được bác này à. Ok, bác này bất tử à? À đây rồi, ok bạn này. Đấy, ui có một bác chui dưới gốc cây này. Cứu bác đấy liền bạn. Ổn. Ui còn mấy bác đây này. Chúng ta sẽ gọi là ai. Đây bác này, thôi trên đường về thôi, tầm này về là mình đủ tắc là 500.000 rồi đấy bạn ơi. Ui, lúc quả sẽ tăng cứu thương chiến à. Đã, ok. Ui, trời ơi, bắt được phải gần gọi là mấy chục bác rồi, gần 50 bác quá. Ok. Ok. Ui. Ui sẽ tăng nặng quá các bạn ơi. Đấy, chúng ta phải tăng tốc lên. Tăng tốc lên. Đấy, để cho mấy bác đi nhanh hơn. Ok. Ui, 600.000 luôn. Ui giời ơi. À, cái gì đây? Con trai này qua bên này luôn à? Ơ, con này nhanh đây. Ok, đây, xem nào. Bắt kiểu gì ta? Đây rồi. Bây giờ là mình sẽ gọi là xem nào, bây giờ là mình rằng thì là mà mình sẽ mua này đây. Ok bạn ơi. Xe tăng. Ui. Thanh niên Zeno chưa thấy qua đây, qua luôn bên đấy. Qua bên kia luôn đi. Chứ còn đã nhận 200 mấy. Ui. Xe tăng này là xe tăng dập lửa bạn ơi. Ui. Ok. À, dập lửa không cứu được bác. Không, cứu đi, vẫn cứu được bác mà. Ít hơn đấy, ít hơn bên này đấy. Ui. Xe tăng dập lửa đây. Liên hoàn bắn. Ui. Rồi ok, lần đầu tiên tôi thấy quả xe tăng bắn ra lửa luôn bạn ơi. Bình thường là xe tăng là bình thường là gọi là bắn ra đạn như các thứ, cái dập lửa dành cho xe cứu hỏa. Hôm nay xe tăng bắn ra lửa luôn. À quên, nó bắn ra nước bạn, nhầm. Ai. Ôi 300.000 ấy, về mở may mắn 4. Wow. Ôi giời ơi. Về mở bếp luôn. Thì ra mình mới may mắn 2 đâu bạn ơi, chưa dám mở gọi là 50.000 bạn sợ cuối sợ, luôn. Sợ bạn đã. Chú 500.000 nhỉ. Quá đã nhức dập lửa hộ thế nó. Cái gì dập lửa ra. Nát luôn. Không, núp chỉ dập lửa cho. Làm ăn nãy giờ đi nha thôi, chứ núp không dập lửa cho ấy đâu. Đó, về đây bác ơi. Ui. Này. Quá đỉnh. 800 này, nhìn này. Quá đỉnh. Đâu. Đâu lên được bao nhiêu? Ui đấy, giời. Bác về đây. Ui, 369.000. 300.000 bộ ạ, ok. Rồi à? Ninh Văn này còn cố dằn nhỉ. Đây, đó, mình cố dằn của ai bao giờ đâu. Mình đi dập lửa à. Nhanh các bạn ơi. Ui, được 600 rồi. Có phải nghe tiếng xèo xèo nhiều mà nó chả thấy tiền được bao nhiêu nhỉ? À, nghe là vui tai à? Nó chỉ âm thanh thôi, không có tiền đâu. Ok, hệ thống âm thanh chữa cháy ghê quá. Ok, đây. Núp xe gọi là sao nào? 800 à? Bây giờ là chắc là mình sẽ về mở pet quá. Đây, để núp về mở pet 50.000 đây bạn. Ui giời, tầm này nhiều tiền. 250, 800 là mở. Đúng, đã thế mở 250 luôn. Mà đúng ăn rồi. Chơi rồi. Đúng rồi. Đừng bé hát luôn. Tôi nghĩ nhiều 500.000 á. À thật, trừ 500.000 bạn ơi, chết dở rồi. À, mình có bồng bột quá không ta? Ui, okay, rất là ok bạn, nhảy cao 4 này làm cái gì? Đấy. Hay quá rồi. Thôi ok, bây giờ trừ mình không có tiếc bạn ơi. Trừ ui ơi, trừ 500.000 thật này. Ui may quá. Ui. Mày. Ui quả vừa đấy là tôi là còn cái gì đấy. Mày. Nữa thì hết rồi. Vẫn là mày các bạn ơi. Ui may mắn 4 đây rồi. Ok. Nói chung là mình vẫn là hên à, các bạn không vẫn hên không là quả vừa lấy là còn cái gì đấy. À là quên mất. Vừa bị trừ 500.000 đúng không? Giờ bánh về mở. U 700 à. Ui, là bắt được cậu. Cộng. Đây, mình sẽ gọi là sẽ tổng. Cộng phát 500.000 nhỉ. Nhảy cao hơn. Ui, đập lửa nhanh hơn nữa các bạn ơi, nhanh luôn đi chứ. Ui giời ơi. Bị thơm ngon mời bạn ăn nhà luôn này. Ngon mời bạn ăn nhà. Ok bạn ơi. Mình thấy là dập lửa này không ăn tiền bằng cái ấy rồi các bạn. Cứu thương rồi, cứu thương vẫn là gọi là ấy hơn bạn này, vẫn ăn tiền hơn. Ok, tôi đi cứu thương cho nhanh. Đấy, cứu thương vẫn ăn tiền nhiều hơn. Ui giời, cứu quá người dân mà người ta bảo cứu mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp mà. Đó, thế nô để bệnh. Trời ơi, thanh niên này lại cộng 500.000 rồi đấy. Cộng trước à? Đã cộng trước à? Đã tính việc cộng trước mà ghê thật. Ui, cộng 100.000 thật này. À. Cộng 100.000 nhưng mất 250.000. Quá ở vụ đấy à? Tăng tốc 4 làm cái gì? Đúng rồi, nên ấy, cộng rồi còn tăng tốc 4 là tăng, chắc là tăng tốc cho xe tăng ấy. Không, thì tăng vẫn thế. À, tăng vẫn thế à? Ok. À, tăng tốc để đi nhà xe tăng nhanh rồi. Này, đúng sao, cứu mấy bác người dân. Ok, giờ đây. Ok. Thì tăng tốc thì bay nhanh. Ok. Ok. À, lão mới chúng tôi. Đó anh làm sao được của anh. Chênh nhau quá rồi. Mình tăng tốc 4 mà. Ủa, đi ăn cắp không mà. Ê, ta sẽ đi qua bên này bạn ơi. Ui, đi nhanh. Ui, nhanh đến bác. Ui giời, 1 triệu của bạn ơi. Mãi được 1 triệu rồi.
Ok. Đi bên kia đi. Không đi làm gì. Ui giời tầm này. Ui nhiều bác người dân quá các bạn ơi, cứu mấy bác đi. Cứu mấy bác nhanh các bạn ơi. Ui, cứu một mạng người nó xây 7 tòa tháp à. Triệu rồi bạn này, chắc là cứu tầm đâu đó khoảng tầm mấy chục bác nữa là chúng ta gọi là đủ tiền dư tiền qua bên kia đấy. Ok. Anh thấy giờ flash chạy qua ngang mặt không? Thấy chưa, như này Zeno có tặng xe tăng, có tăng tốc 4 nên đi nhanh hẳn này. Nào vẫn thế, chả khác gì luôn. Vẫn thế, ui. Ok. Thấy Văn cứ chuyển động xung quanh cái trực thăng lò xe tăng vẫn vậy. Đâu, Văn lướt qua xem mà có gì không mà. Hai người kia vẫn chưa đủ tiền qua đây à, toàn đi mở pet à? Thì cái em thắng nhiều văn nhạc hết rồi. Ui, triệu 4. Anh thích bắn xe tăng hơn là... Cộng 500.000 à? Ui, mở tiếp. À, ui, thế nên được cộng 500.000 thật kìa. Ui dồi ôi, thấy chưa? Quay lại, mở tiếp. Thấy chưa, Vanh không ấy đúng không? Ui dồi ôi, Vanh không mở là thanh niên húp hết rồi. Mình sẽ bật. Ui dồi ôi. Tầm này là mình còn 600 nữa bạn ơi, chắc là gọi là cứu hết bác các bác người dân lần này nữa thôi là chúng ta đủ. Ui, may mắn 4. Ui, thanh niên may mắn 4 luôn kìa. Vừa nãy banh cho Zeno rồi, bây giờ Zeno phải không. Trả ơn đi chứ. Đúng rồi, trả ơn à. 10.000 à. 10.000 giờ trả 100.000 đi. 10.000 trả 1 triệu. 10.000 phải 1 triệu chứ. Ôi trời ơi, làm ăn thái đấy nhờ. Quá là tham lam luôn. Thế giờ làm nào để cứu bác trên này đây. Cái gì người ta 1.000 người ta được 1 tỷ à. 1.000 người ta 1 tỷ à, có cả phụ đấy à. Ờ, trong lời nói của ai nhỉ? Trong phim à, cho phim à. Trong bốc phép đây đi hỏi đang vâu chứ sao hỏi gì đâu. Đây đúng rồi, xe gọi là phải có không. Đây rồi, cộng 500.000 mà được quá. Tôi gọi là quên mất cứu được quá nhiều bác người dân bạn này, có quá nhiều bác người dân được cứu ở đây. Ôi rồi, trừ 500.000 thôi. Thôi bây giờ Zeno cho anh 500.000. Ôi, nghe lại trừ à? 250.000 đi. Nghe lại hết tiền rồi. Lại đi xin tiền rồi, ăn xin này. 250.000 đi là hết rồi. Thế đi ăn xin online này. Đúng rồi. Rồi, 2 triệu rồi bạn ơi. Cuối cùng đã đủ 2 triệu rồi. Rồi mình vào đây và chúng ta sẽ đến với gọi là ui, xe tăng cuối cùng bạn ơi. Ui, xe tăng rồng à. Ui, tôi thấy hình con rồng đây nha. Cho xe tăng chưa? À này, xe tăng rồng các bạn, tăng rồng đó sao nào. Cái gì đây? Ôi cho. Cái này là cái gì đây? Chạy đến đích để chiến thắng. À, đi xe tăng thôi anh em. Đi bộ. Con giờ này. Chạy, đi bộ. Chạy à hả? Ok. Tôi tăng tốc 4 để đây để phanh chân. Ây rồi nhưng mà bị chậm. Ta có xe tăng. À, vắn nhau đi. Nhân. Này Zeno vẫn có pet này thấy không? Nhân. Khác người dân kéo bác người dân theo. Kéo bác người dân bạn ơi. Em ơi. Nhân à. Nhân à. Ui. Xe tăng mình đi nhanh quá. Mình không bắn được. Ôi, xe tăng của Noob đi nhanh thật bạn. Xe tăng dòng ơi. Ui dồi. Ồ, bắn không mất máu à? Đáng nhẽ phải bay chứ nhỉ? Không. có mất máu. Bạn này mất nhưng mà giờ thì không rồi. Ok, thôi. Ta sẽ đến đích trước bạn. Đây là cuộc đua xe tăng bạn. Ui, xe tăng nhìn chưa? Thưởng là mấy tỷ. Phần thưởng là 500 triệu. Ok, bạn ơi. Ít qua tưởng được mấy tỷ. Đâu, mấy nhìn thử về đích nào. Xem hay là mình núp về đích được ta là. Ê, đợi quanh tí. Ôm. Nhưng mà sao thanh như Khang chết em rồi. Em chết luôn rồi, bị bắn chết ngắt rồi. Final. Final. Vừa đi kiếp này. Hình như là một người được tiền thôi. Hình như là một người được tiền thôi. Ôi kìa. Thanh niên chết luôn. Ui, hình như là một người được tiền đấy các bạn ơi. Tính ra là, ok, sao thanh niên kia không khí bắt người dân là để bắt đấy lên luôn ạ. Tính ra là cái cuộc đua xe tăng này chỉ có một người được thôi các bạn nha. Chứ không thể nào mà nhiều người về đích gọi là đều được tiền hết các bạn ạ. Đấy các bạn thấy không, xe tăng rồng nhấp nháy luôn mà cầu vòng luôn các bạn nha. Ok, thì có lẽ rằng clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc thôi bạn ơi. Đấy thì ngày hôm nay là mình đã có được cái xe tăng, những cái xe tăng rất là VIP ở trong đây rồi. Thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like. Nhớ like đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và đừng quên là qua kênh của tất cả người trong nút tìm. Ấn đăng ký ủng hộ nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.